비추고 Bình thường chúng ta đã quá quen thuộc với giọng nói của mình. Cho đến một ngày, bạn thu âm lại giọng mình và bật lên nghe. Bạn thấy nó khác hoàn toàn, cứ như thể đó là giọng của một người nào khác. Vì sao lại có hiện tượng này? Nguyên nhân là bởi khi chúng ta nghe giọng của mình được ghi âm lại, sóng âm từ loa phát sẽ di chuyển trong không khí một quãng đường rồi mới lọt vào tai chúng ta. Do đó chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của mình giống y như người khác nghe giọng của chúng ta khi chúng ta nói chuyện. Nhưng khi chúng ta đang nói, âm thanh mà bạn nghe thấy trong đầu mình lại hoàn toàn khác. Nguyên nhân là bởi sóng âm truyền vào tai bạn theo hai đường, bên trong và bên ngoài. Đầu tiên, âm thanh truyền đến tai bạn xuất phát từ miệng. Đây cũng là âm thanh mà người khác nghe được khi nói chuyện với bạn. Đồng thời cùng lúc đó, những rung động của dây thanh âm sẽ truyền lên đầu bạn. Lúc này các xương trong hộp sọ sẽ tự động khuếch đại những rung động vốn ở tần số thấp hơn rất nhiều này. Đó cũng là lý do vì sao khi nghe giọng mình nói, chúng ta thấy nó có âm lượng nhỏ hơn so với thực tế. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nghe giọng nói của chính mình mà không muốn mất công ghi âm lại, chỉ cần bịt tai trái lại và nói. Giọng nói mà bạn nghe được cũng chính là giọng nói mà người khác nghe được khi họ nói chuyện với bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.